làm heo mà giết heo. Kính thưa quý vị, ở tại Vàm Thới An thì cái mẫu chuyện này ở sát một bên, thì ở đây đó gia đình cũng hiện tại giờ đó cũng hồi hướng trở về cái con đường đạo pháp để tu tập. Thì ngày xưa đó ở tại Vàm Thới An, ở tại làng Phước Thới, thì có một cái gia đình này đó, mỗi một ngày đó, nếu mà ngày thường á thì một con heo mà ông đâm heo đó là kể như là có một người con thứ hai đó là hành nghề chung ông đó. Mà anh thường anh đâm heo á thì ai mà lại đứng gần anh đó thì anh nói mày tránh xa ra đi nghe, ảnh hâm bà con mình đó nghe, mày tránh xa ra đi để tao đâm heo ngay đó là tao đâm mày luôn á đó. Đó quý vị, mình thấy là cái máu mà sát sanh này đó ha, là kể như nó khiến con người mình cũng không có còn cái lý trí nào nữa để mà suy nghĩ cái việc tạo phước. Thì đây là anh này là anh Quang đó. Như vậy thì mỗi một ngày sát giết một con rồi bơi qua chợ Thới An bán đó. Như vậy thì ngày giết một con, mà những cái ngày lễ hoặc Tết đó, là giết cả thể 5-6 con heo, 5-6 cái sanh mạng để mà nuôi sống gia đình đó. Như vậy bà con mình thấy như vậy thì vào cái thời gian mà khi ông mà vào cái năm mà 60-61 tuổi đó, lúc đó là ông ngã bệnh, là ông bác Sáu ông ngã bệnh. Mà lạ thay có một cái điều đó là khi ông ngã bệnh rồi đó, đem ông nằm lên cái niệm đó, là ông nằm là hai cái giò của ổng co thúc lại, mà hai cái tay thúc lại gì y gan cũng như mình chói con heo đem lên cái bàn đâm vậy quý vị. Mà ổng không có la khóc gì vợ, mà ổng kêu ép 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 gì đó chứ không có nói gì được hết trơn đó. Như vậy thì bà vợ ổng đó, bả mới nguyện vái với cụ Quyền. Mà ngày xưa bả cũng đâu có hiểu biết về đạo pháp, mà chân lý thầy ngày xưa đó cũng ít có ai hiểu lắm. Bả nguyện vái ơn trên rồi này kia, độ cho ổng tên họ gì đó để mà bớt đi cái nghiệp quả đó. Như vậy là khi mà ông mà nghe cái lời vái đó, rồi bà con người ta mới nhắc ông niệm Phật đi đó, ông mới lăn ngang mình đó, ông lăn ngang đó thì ông im được một hồi chừng 50 phút cái ông trở lại đó, là ông nằm co thúc lại y gan cũng như là con heo bị chói đó quý vị. Kính thưa quý vị, giờ đây là một cái quả mà tất cả bà con đó mình thấy đó, sát giết đó, thì tất cả các linh hồn mà ổng nằm đó đó thì cái người con của ổng đó, cái người con mà còn mạnh đó nằm chim bao, thấy một cái điểm rất là lạ, nói là ông già của ảnh đó đứng ở ngoài giữa cái sân banh, mà sao mà nguyên cái đàn heo nó bu lại đó ha, nào là con mổ, con xé, con cấu, con quào gì tùm lum chân, phải đòi cái mạng đó. Bây giờ đó gia đình làm sao phải cúng vái và hồi hướng là trở lại cho linh hồn của ổng cho nó nhẹ nhàng, chứ nếu như vậy đó thì không thể nào mà hết bệnh được. Thì kính thưa quý vị, giờ đây á, gia đình mới biết được cái việc mà nhân quả, biết được cái việc sát giết mà suốt cuộc đời từ ông già cho tới là con, là hai đời đó. Như vậy là mỗi một ngày sát giết một con, như vậy thì mình tính đi cái nhân quả này nó rất là sâu. Thì ông mỗi một ngày như vậy đó, ăn cơm thì không ăn, mà ăn cơm á thì đưa vô á thì toàn là ông gên, rồi ông co giò lại ông đạp vậy thôi chứ còn không ăn được. Thì cuối cùng rồi đó, có một ngày nọ đó, có một ông sư đó, ông mới nói như thế này. Ông nói thôi bây giờ đó, nếu mà để muốn cho cái linh hồn của ông nhẹ nhàng thì mình phải cầu siêu. Và cái thứ hai nữa đó, bà phải nghe lời tôi, là bà để một cái thau và để một cái dao lên cái thau dưới tấm thớt đó đó. Bà mỗi một ngày đó, ổng cũng là lăn lộn như vậy, bà cứ lấy cái dao bà chặt, bà bầm vô trong tấm thớt. Như vậy thì vài lần nữa rồi đằng này tôi sẽ tụng kinh siêu thoát cho ổng. Như vậy thì 3 ngày liên tục của quý vị. Thì 3 ngày liên tục vào cái thời đó là cái thời mà bước qua mới tiếp thu trong vòng có mấy năm thôi. Như vậy thì liên tục 3-4 ngày sau thì từ từ Cái hơi thở ổng mòn, ổng kêu cái tiếng kêu y như con heo vậy đó, y như con heo mà bị đâm họng vậy đó, chứ không phải là con heo thường. Kêu nó ọt cũng như là cái huyết mà đâm họng con heo ra vậy đó. Như vậy thì qua cái thời gian á, 3 ngày sau thì ổng tắt hơi. Mà cái con dâu của ổng đó, cái con dâu của ổng đó là nó có thai khi nó sanh ra đó ha. Thì ở đây mình nói sự thật luôn, thằng nhỏ cái đầu của nó y như cái con heo của mình luôn. Dạ, y như cái con heo mà là con heo nhỏ mà sanh ra cái lỗ mũi nó làm sao y gan vậy. Là vô chổng là cái trường học mà đi vô đó quý vị, là ở đây là ta nói là kêu bằng chư bát giới. Thấy không? Đây là cái nhân quả rõ ràng. Cái xác giết này đó, cái sát sanh này đó, từ xưa tới nay Phật còn phải sợ nhân quả. Thì hôm nay đó mình yêu cầu bà con, có nghĩa là cô bác anh em đồng đạo nam nữ xa gần, nên nhớ là lời thầy dạy, cái luật nhân quả thật là cao viễn suốt cổ kim chẳng lộn một ai. Vậy ta nên làm việc thẳng ngay, cứ bền chí thì có ngày thông thả. Vậy thì kính thưa toàn thể chư quý vị, mẫu chuyện nhân quả đến đây tôi xin chấm dứt. Và cũng mong cầu làm sao cô bác anh chị em coi về kinh lực và coi về giáo lý của thầy, để chúng ta tìm hiểu và nghe lời của Đức Tôn Sư chỉ dạy, thả thiền từ bến giác nâng niu, kẻ hiểu đạo mau mau bước xuống. Việc trải qua như mây gió cuốn, nhìn cuộc đời ngày tháng thôi đưa. Trời sáng ra kế lại thấy trưa, năm cũ đó rồi qua năm mới. 12 tháng mà còn mau tới thì tuồng đời cũng chống đổi thay. Chữ phù dân phú quý nay mai, luân giới chuyện dời qua đổi lại. Đây là cái cuộc sống của con người tạm đỡ, sống ở đây rồi mình cũng phải trở về quê cũ của mình. Thì hôm nay kính thưa toàn thể chư quý vị, chúng ta cũng nên cố gắng nghe lời của Đức Thầy chỉ dạy, làm những tất cả các việc từ thiện, tránh tất cả những điều độc ác, để linh hồn chúng ta được về cảnh giới an lành của Đức Phật. Là cái luật nhân quả này không ai chạy sức được, mà thường từ xưa tới nay đó, cái bổn phận làm con thì lúc nào cũng phải lo tròn cái công ơn của cha mẹ. Mà mai thay người cha, người mẹ mà sanh ra đứa con có hiếu thảo đối với gia đình, thì đó là cái nhân duyên. Còn những cái việc mà chửi mắng hay hoặc là đánh đập cha mẹ thì đây là một cái nghịch duyên, thì đó là gọi là luật nhân quả. Thì để xin phép tất cả chư quý vị, để tôi xin kể lại một mẫu chuyện ở tại chợ Sóc Chét, Long Thuận. Nam Mô A Di Đà Phật. Và kính thưa quý vị, vào cái thời điểm sau tiếp thu năm 1975, ở tại chợ Sóc Chét gọi là chợ Long Thuận, có gia đình của bác Sáu gọi là bác Sáu Bầu Quân. Kính thưa quý vị, giờ đây tôi xin nhắc lại gia đình có một người con thứ hai. Xin quý vị cũng bằng phép cho giấu tên. Và anh này rất là ngỗ nghịch. Mà ngày xưa đó, mỗi khi mà anh đi chợ đó, mà anh bước ra mà anh mua đồ đó, thì không phải cái món đồ đó, là anh hay chửi mắng những người buôn bán đó. Người ta bán buôn, bởi vì anh đó là người có thể nói là sống như cái cuộc sống mà xã hội đen vậy đó. Anh không có sợ ai hết. Kính thưa quý vị, trong gia đình đó thì có ông già, bà già và một người em. Thì anh thì hành nghề sửa xe đạp đó quý vị. Thì một ngày nọ đó, vào một cái kỳ Tết đó, thì tôi chứng minh cho bà con mình thấy rõ đó là tôi đã chứng kiến. Rồi lúc đó đó là chợ búa rất là đông đảo. Thì anh em tới để mà mua bán, rồi nào là sơn đông đồ này kia, đứng trước cửa đồ này kia, anh em ta tới. Thì lúc đó anh ngủ cho tới 8 giờ quý vị. Anh ngủ 8 giờ anh thức vậy. Thì lúc đó thì anh mới kêu bà Sáu đâu rồi, là bà già đó quý vị. Bà già của anh mà anh kêu bà Sáu. Thế như vậy thì bà quá sợ anh đi. Lúc đó là anh ngỗ nghịch mà kể như là kêu bà là bà sợ rung mình đó. Như vậy thì vô nói con kêu cái gì con. Nói bà sáng bà chưa có nấu cơm nấu nước gì chứ, mà tới giờ này bà chưa có nấu cơm cho tôi ăn nữa, mà tôi đói nè bà thấy không. nói thôi để má chạy ra ngoài, má lấy tàu dừa vô, má nhóm lửa để cho con ăn cơm thì con chờ chút xíu đi. Thì bà mới lui cui bà nhóm lửa quý vị. Bà nhóm lửa như vậy đó là bà đốt, ngày xưa là nhóm lửa ở trong cái lò chấu mà có tàu dừa đó. Khi bà quẹt cái hột quẹt đá đó, nó cháy lên rồi đó, mà bà cúi cái đầu xuống để bà thổi cái lửa cho nó cháy lên, nó bắt cháu á. Như vậy thì cái anh này ảnh nhìn thấy bà già không biết cách thức làm sao, mà khi anh vô anh thấy bả khum, bả thổi mà khói nó bay lên đó, ảnh chụp ngang cái tàu dừa, nguyên cái bó tàu dừa, ảnh châm vô cái mặt của bà già. Như vậy thì bà già mà mới bật ngửa ra đó ha, mặt mày đó là lỡ hết trơn đó, người ta mới xúm vô, người ta chở đi bệnh viện để mà trị bệnh cho bà. Đó là lần thứ nhất. Và qua lần thứ hai đó, mà một lần thứ hai đó nấu cái nồi cháo, nấu cái nồi cháo mà khi mà bà về đó, bà cũng biết đó là con của mình mà nó ngỗ nghịch quá đi, bà cũng không có dám nói gì nữa. Thì một ngày nọ đó, buổi sáng đó anh cứ bệnh mà ngày xưa nói là làm cử đó. Quý vị mình biết là làm cử mà nó gung rồi, nó nóng rồi, lúc đó là anh lên cái cơn nóng đi. Kêu bà nấu cháo. Kêu bà nấu cháo, như vậy là cái tô cháo mà khi bưng ra rồi đó là đưa cho anh ăn đó. Anh nằm ở trên giường mà lúc đó anh bật anh ngồi vậy, mà cái nồi cháo đó mà vừa bả thổi mà vừa ăn rồi đó, mà đưa cho anh ăn, nói thôi con ăn đi cho nó ra mồ hôi. Hồi lần đó là nấu cháo thương Hàn đó, cho anh ăn. Thì anh nêm vô một miếng ở trong cái miệng, anh múc vô một miếng đó. Thì bà con mình thấy đi, cái người bệnh thì lúc nào ăn uống nó cũng không có được ngon lành, mà cái miệng lưỡi nó lạc nhách lạc nhiễu làm sao ăn được. Thì quý vị coi anh chụp cái tô đó, anh hất cái tô cháo vô mặt bà lần thứ hai. Đó là hai lần như vậy. Đó là cái việc mà cái người con quá bất hiếu đó quý vị. Và lần thứ ba, tới lần thứ ba là năm đó đó, là anh được 21 tuổi. Là lúc đó tôi ở kế một bên đó tôi biết. Như vậy là có một bữa đó đó, kêu bà Sáu bà giặt đồ. Mà ổng thì ổng bệnh liệt nằm bên đó. Như vậy thì chưa có kịp, mà ngày xưa đó mặc cái quần mà loại quần ống la đó, bự như vậy nè, mà giặt bà già mà đâu có phải là nói là giặt mà sức khỏe mà có như người mạnh đâu. Giặt 5-6 cái quần ống loa vậy đó. Rồi á, chụp ngang đó ha, ảnh hất cái thau đồ lên trên mình bà ướt từ trên tới dưới đó gì. Là ba lần như vậy đó mình chứng kiến là coi như là người con đó là sanh tâm ra là bất hiếu như thế đó. Thì qua tới cái năm 22 tuổi đó, thì trở nên đó là bà con mình thấy đó là anh đòi vợ. Anh đòi vợ mà anh phải cưới được cái người ở tại ở trong cái ngọn của kinh Cà Mau nhỏ của mình đó. Rồi quý vị mình thấy đi, bà đeo cho được cưới cái người đó về. Người ta nói là nếu mà gả cho cái thằng này đó là không khác nào bà đem đi câu xấu con bà. Nhưng mà lạ thay, đúng là kể như là trồng cây lành thì vậy quả thơm tho, hoặc là mình gieo cái giống lành thì gặp lành, mà gieo cái hạt dữ thì giống dữ. Như vậy thì khi cưới con vợ về đó, cái cô này cũng rất là hiền, vợ của cái anh này đó là rất là hiền. Nhưng mà có một cái đó, cô này cổ về là không làm dâu quý vị. Về đây đó là sáng lại đó là cô mới lên tiếng. Bây giờ nói thẳng luôn cho biết là cái tên của anh này luôn, bởi vì cô này là cổ kêu mới đúng. Cổ nói sáng là thức dậy rồi đó, xúc miệng đàng hoàng cho cô kêu Nghi chạy ra ngoài mua cho tao một tô cháo. Là anh này anh phải chạy te ra bưng tô cháo đem về cho vợ ăn. Rồi tới bữa cơm là cô này cổ mới kêu Nghi vô nấu cơm dọn ra đây ăn. Thì anh này anh phải làm y gan vậy đó, dầu cho có sửa xe sửa gì cũng phải gán để làm. luôn tới cả những cái thao đồ mà giặt rồi đấy ha. Cô muốn hất là hất, mà cô muốn để là để. Anh này anh không dám là hó hé gì tới vợ con hết. Đó. Thì ở đây đó, đây là rõ ràng đó, quý vị mình thấy đó là cái vật lực nhân quả không có mãi may, không có chạy sức được quý vị. Đó. Mà anh này anh bất hiếu thì sẽ đáp lại một cái câu là phải như là hiếu thuận quần sanh, hiếu thuận tử. Ngọ nghịch quần sinh ngọ nghịch nhi, bất tính đảng khang thềm đầu thủy, điểm điểm chích chích bất suy di. Ở đây thì mình làm ác thì gặp ác, chứ không bao giờ chạy sức được. Những câu mà Đức Thầy đã chỉ dạy thì hôm nay trước nhất thì tôi cũng xin mạn phép kính trình với toàn thể các bậc cao niên, các bậc đại diện cho Đạo Phật Giáo Hòa Hảo hôm nay, để tôi xin kể lại một cái mẫu chuyện. Thứ nhất là cái mẫu chuyện Đức Thầy cho biết đó, những đàn bà khe khát cháu con kể từ nay phải giữ cho tròn, không chừa dứt ác mang tay ách. Và cái sự thật ở tại Cà Mau nhỏ, Long Kiến, Ngang Đình, Long Kiến hiện tại bây giờ ở tại chợ Cà Mau đó quý vị. Và kính thưa quý vị, vào năm 1989 thì có một gia đình của cô này ở tại Kinh Cà Mau nhỏ. Ở Kinh Cà Mau nhỏ đó là ở tại chỗ kế bên chùa của ông Đạo Thắng, mà ngày xưa là ông là đại đệ tử trong thập nhị hiền thủ của Đức Phật Thầy Tây An gần đó. Thì cô có sanh ra một đứa con rất là ngỗ nghịch. Mà trong cái thời gian á, cô chú mà đi đồng á, thì ở nhà nó quậy nó phá, có nghĩa là nó kêu ghéo bạn bè lại đó. Lúc đó cháu bé chỉ có là 6 tuổi thôi đó. Nó kêu nó mời lại, thì lúc đó là khi dần lên cho tới 9 tuổi thì lúc đó là nó tụ tập về, nào là tắm sông, nào là tắm hồ ao. Rồi vào cái thời gian đó là cái thời điểm mà nước lên đó quý vị, vào năm 1988 rồi đó, thì nước lụt. Như vậy thì một ngày nọ đó, trong cái khoảng là cô chú đang đi đồng, thì cháu bé này đó, cháu nghịch ngợm về quậy phá trong gia đình. Rồi cuối cùng đó, quý vị, mới kêu bạn bè đồ lại đó, mới rủ nhau đi tắm sông. Thì như vậy á, thì hiện tại đó, trong cái thời gian đó thì thường thường đó ở đồng đó, nước ngập thì cái cháu bé này nó mới rủ 4-5 đứa như vậy đó, phóng ra mà tắm sông suối rồi này kia đó. Thì lúc đó nó chưa có biết lội nữa. Bà con mình thấy rõ đó là vào cái thời điểm mà nước lên đó, ngập lộ luôn đó, thì lúc bấy giờ thì cô chú này đó đi đồng về mà giấc trưa vừa đói mà vừa mệt nữa, thì thấy con mình nó ngỗ nghịch. Như vậy thì cô mới giận quá, cô mới kêu con mình đó, mày có lên hay không? Như vậy thì thằng nhỏ nó không nói mà nó cứ vẫn tắm, nó quậy. Thì cô tức quá, tức đi, cô mới rủa con, rủa một tiếng như thế này: tao dám làm sao cho mà bà Thủy bắt mày đó, thì tao sẽ cúng một con heo. Đó, như vậy thì bà con mình thấy đó, cái khẩu nghiệp mình nó rất lớn nha quý vị. Thì ở đây đó cũng nhắc nhở lại cho bà con mình nên nhớ đó, mình đó lựa lời tiếng phải cho dịu dàng, chứ đừng có để giận quá mà nó mất cái khôn. Và kính thưa quý vị, cái mẫu chuyện, đây là mẫu chuyện có sự thật ở tại Kinh Cà Mau nhỏ. Như vậy thì cô vừa rủa xong á, nó không có bao lâu mấy đứa cháu đó nó mới chạy lên. Thì lúc đó là cô cũng về nhà đặng mà sửa soạn nấu cơm nước á, thì mấy nhỏ nó chạy lên, nó nói: bà ơi, con của bà đó là thằng Tí nó đâu mất tiêu rồi, không biết nó có lên hay không. Như vậy thì cô mới nói: tự giờ đó tao đâu có thấy nó lên nhà đâu. Như vậy thì bà con mình thấy rõ đó là cái lúc mà nóng giận quá đi, mới nói thôi kệ đi, nó đi đâu đó một chút xíu để nó về. Đó, bà con mình thấy như vậy là quý vị thấy cái lời nói nó rất là quan trọng. cái lời rủa đó quan trọng lắm. Thì một hồi đó thì thấy càng ngày mấy đứa nó lên, nó mặc đồ rồi vô nó lại chơi, thì nó cũng không thấy con của cổ về nữa. Thì cổ mới tá họa lên, thì ở sớm đó là chú Sáu Sắn ở tại đó đó, cô chú mới thấy. Chú mới thấy sao mà lạ, mấy đứa nhỏ lên hết mà sao thằng tí con của cổ không có về. Thì tá họa lên thì lội ra kiếm tùm lum hết trơn á. Rồi cũng giái ngày xưa đó, cái nói chung là cái việc mà đạo pháp thì nó không phải như ngày bây giờ ấy, là quý vị đó. Thì lúc đó đó là cô mới chạy ra mới tá họa lên kiếm. Thì ở sớm nó chạy ra kiếm thì thằng nhỏ nó bị hụt giò, nó nằm ở dưới cái gốc của cái bụi tre đó. Thì la lên đó thì chú Sáu ổng mới bồng nhỏ lên đó. Thì lúc đó thằng nhỏ tắt thở rồi, mà nước uống đầy bụng rồi, không thể nào cứu sót được, sống được. Kính thưa quý vị, thì giờ đây đó nó lạ thay có một điều đó là cặp một bên nhà của cô đó đó có một người tự nhiên ứng lên và nói như thế này: tao cho mày biết đó, mày kêu tao bắt con mày thì mày phải cúng con heo liền, nếu mà không cúng là tao bắt luôn tới mày. Như vậy thì cô mới giật mình. Ở đó đó cô bác người ta nói thôi bây giờ dâng hương lên để mà nguyện giái với củ quyền thất tổ với ơn trên đó, người phước mặt phước ngoài để xin bớt lại đi, chứ lỡ con chết rồi mà lúc đó gia đình đang bối rối mà nghèo nữa. Như vậy thì xin thôi bây giờ lỡ cái lời hứa giái như vậy thì thôi bây giờ cô cho con cúng á, là cái đầu heo, cho cúng cái đầu heo. Như vậy thì cái người này người ta nói là không thể nào cúng đầu heo được, mà giái kêu người ta ăn là phải cúng một con heo đó. Như vậy thì cuối cùng là bắt buộc phải cúng con heo đó quý vị. Như vậy thì con mình vừa chết mà lại vừa tốn một con heo. Thì đây là một cái lời khuyên của Đức Thầy đã chỉ dạy. Cái mẫu chuyện này đó là có sự thật ở tại chợ Cà Mau ở Long Kiến. Đức Thầy cho biết là những đàn bà khe khát cháu con, kể từ nay phải giữ cho tròn, không chừa dứt ác mang tai ách, lựa lời tiếng dịu dàng trong sạch, khi thốt ra thì đoan chánh hiền từ, tích thiện thì thường có phước dư, bằng tích ác thì họa ương đeo đắm. Đây là lời khuyên, đây là lời vàng ngọc của Thầy. Thì cũng mong cô bác và anh chị em bên nữ nói chung bà con mình khi có nóng giận thì mình cũng phải là dùng lời tiếng dịu dàng để giáo huấn con cái. Đó là một cái điều mà Đức Phật đã chỉ dạy. Và kính thưa quý vị, mẫu chuyện thứ nhất đến đây đã tạm dừng. Và kế tiếp đây là mẫu chuyện thứ hai. Mà mẫu chuyện thứ hai đây là cái mẫu chuyện ở tại Kinh Cái Xoài kế một bên chợ Cà Mau lớn. Là cái mẫu chuyện này đó áp dụng vào cái mẫu chuyện của gia đình, mà có sự thật cho quý vị biết luôn. Xin thưa với quý vị là vào một cái thời gian năm 1975 cho đến năm 1977 thì cái gia đình của tôi đã sống ở tại Sao Hè của ngay chân chỗ chùa Tây An Cổ Tự. Lúc đó đó là sống thật sự là năm tôi dùng chay đó là năm 12 tuổi, nhưng mà vẫn còn sát sanh nha quý vị, vẫn còn sát sanh. Thì xin thưa toàn thể quý vị, ở đây đó cái gia đình bị nghèo bẩn chật quá đi, bắt buộc là phải dùng chài lưới câu cá để mà cái cuộc sống để sinh nhai. Thì sống liên tục tới 2 năm, nào là làm gió đáy rồi câu lưới. Kính thưa quý vị, thật sự là năm 14 tuổi đó, mỗi một đêm đó có thể nói đó là chính tôi đó là văng một cái loại câu mà câu ốc đó ha, là thả là chỉ có 200 câu ốc thôi, mà cá lóc đó là tôi văng như vậy là cái khạp da bò đựng đầy khạp đó. Mà toàn thể bà con mình nên nhớ ngày xưa đó đi mua lưỡi câu là không có mua ở chợ mình, mà đi mua phải là đi qua tới cái chợ Hòa Long, cái chợ Hòa Long của Lai Dung của mình đó, là mua cái loại lưỡi câu đó là lưỡi câu cái ó Hòa Long ngày xưa đó. Khi con cá mà nó ăn cái cục mồi ốc mình đấy ha, là nó móc ngay con mắt không, nó móc ngay con mắt, mà cái con mắt Đặc biệt đó là tôi còn nhớ đó, vào mấy năm đó đấy ha, tôi gỡ ra đó là nó móc là kể như là ngay chân cái con mắt tay trái không. Như vậy thì lúc đó đó, mỗi một đêm như vậy đó, cái giá chót đó là cũng 10 kg, 8 kg cá lóc như vậy đó quý vị. Mà thời đó là cá lóc nó nhiều vậy lắm. Thì đây là cái nhân quả nó không bao giờ giải sức. Qua tới 2 năm sau, gia đình tôi đó là sống với cái nghề cá không mà để sanh sống. Vì lúc đó là đất đai lúa thóc rồi nó thất dữ lắm, chỉ sống nghề đó mua gạo ăn. Thì vào cái ngày rằm, tôi còn nhớ là ngày rằm tháng 4. Ngày rằm tháng 4 đó, thường thường thì bà già từ ở trong giàm, bà già bơi xuồng ra để mà đi chợ Cà Mau bán cá. Ở trên xuồng đó là có 2 cái xề cá mà bao lưới lại bỏ cá lóc vô trọng đó quý vị. Như vậy thì bà mới là bơi chiếc xuồng cui ra tới ngoài giàm nghe. Vừa tới giàm á thì tự nhiên ở đằng cách ở ngoài giàm nó có một cái mô lên, cũng như là y như cái người mà lội để mà đi kéo lưới vậy đó. Đó, như vậy thì trong cái thời gian đó đó, nước nó vừa chảy vô thì bà ngồi ở đằng sau bà bơi như vậy thì tự nhiên là có một cái đuôi của con sấu nó quất vô. Nó quất lần thứ nhất là nó cuốn cái dầm. Là lần thứ nhất đó là nó bả gạt cái dầm ra thì cái đuôi nó quất ra. Như vậy thì lần thứ hai nó quất lần thứ hai nữa, nó cuốn lại một cái nữa thì nó văng cây dầm bả ra. Thì chiếc xuồng nó vừa tấp vô mé, bả phóng lên mé là nó quất lần thứ ba là chiếc xuồng cua chìm. Như vậy thì liên tục là ngay chân cái ngày rằm tháng 4 đó quý vị, là đó là một cái việc mà mình về khi mà bà già bả xét lại đó, bả nói đây là cái nhân quả mà ngày xưa đó là mình đã giết chóc những cái gì mà cá mắm đồ này kia là đệ tử cái loài thủy tộc đó. Hôm nay mình phải trả cái quả này, nhưng mà may thay lúc đó là bà niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Đức Phật Đức Thầy cũng cứu vớt giùm con. Là lúc đó là bà phóng lên ghe, phóng lên ghe để mà cho cái tai nạn của bà qua khỏi. Thì từ đó tới sau về không còn làm đá gió nữa. Đây là một cái nhân quả mà có hiện tại. Gia đình của tôi là xét thấy là đây là cái nhân quả rất là lớn. Và kế tiếp là cái mẫu chuyện thứ ba. Và cái mẫu chuyện thứ ba này nó cũng nói theo, nó nói theo đó ở đây đó là tôi bị một cái tai nạn đi cất nhà của bà con người ta ở tại chợ Thới An. Vào cái ngày đó thì ngày xưa đó thì cất nhà bằng lá không à. Như vậy thì mình lợp bằng lạc đó. Quý vị mình thấy là lợp quay lạc. Thì tôi vừa khum xuống đó, cất cái nhà lên tới cái nóc rồi. Như vậy thì khum xuống để quay lạc thì tự nhiên có một cái luồng gió, nó bật cái ngọn lá lên. Và là nó không may là nó đâm trúng nhầm con mắt trái. Như vậy thì 2-3 anh em đồng đạo mình đó kè tôi xuống là đưa xuống chở về nhà. Đó là cũng nằm đó mà thời gian đó, đó bác sĩ không có ở tại chỗ đó, chỉ y sĩ thôi. Như vậy thì cũng không có được là nhiều. Như vậy trong cái thời gian đó thì uống thuốc sơ sơ thôi. Nó nhất đó ha, là tôi biết. Bởi vì mình đã nhận được cái giáo lý của thầy từ xưa tới nay là cái quả mình phải trả thôi quý vị. Cái quả này nó rất là nặng. Bị tôi còn nhớ đó, cầm 200-300 câu mà đi văng một đêm như vậy đó. Là nói về cá đó ha, là tôi văng là dám là một hộp da bò đó. Tôi văng một hộp da bò mà nó móc văng con mắt ra ngoài. Có nghĩa là cái con mắt của con cá là lúc nào nó cũng bị ngay chân con mắt trái không. Thì bà con mình thấy đây là một cái quả tôi đã trả, chứ tôi biết là tôi sẽ trả. Như vậy thì tôi cũng nguyện với ơn trên, nếu phải con mà có trả cái nghiệp này năm nay đó là con biết là cái nghiệp của con nó đẩy tới là đúng 31 tuổi. Thì thôi bây giờ đó, con sẽ nguyện với ơn trên Tam Bảo, Đức Phật Đức Thầy, con sẽ trả cái quả này, con biết là con gây quá nặng. Bởi vì sống về nghề cá mà. Như vậy thì tối đêm đó nó nhức tôi nửa cái đầu cái gì. Nửa cái đầu mà có thể nói là đêm đó là nằm độc giảng sanh chết đó, chứ không có nói là sống nổi. Như vậy thì vào cái đêm đó đó anh em nó mới đưa bằng tàu để đưa thẳng về dưới Cần Thơ, xuống bệnh viện. Thì trong cái tổ nấu cơm cháu đó nằm ở đó để điều trị, thì xuống dưới thì cũng điều trị thuốc men sơ sài vậy đó. Sao tôi tự nhiên tôi đêm đó tôi nằm tôi niệm Phật mà nó nhức chịu không có nổi, nó nhức với mức độ là nó nhức quá, nó nhức đi. Thành ra khi mà cái mức nhức của mình đó, mình nằm mình niệm Phật, sao tôi mơ màng, sao tôi nhìn thấy về hướng Tây, tôi thấy nguyên cái chân dung thầy, Đức Thầy đứng ở trên ngay chân chỗ hướng Tây mình, mặc áo dài, đội khăn đóng, cũng như là cái chân dung chụp ở tại nhà của ông Ký Giỏi ngày xưa vậy đó. Mà Đức Thầy chỉ vào ngay cái điểm của tôi nằm đó, Thầy nói ngày mai sẽ có người để cứu con. Thì tôi bật thức dậy đó, là lúc đó là huynh hai đó là trưởng ở trong cái dặm cơm đó là thấy tôi thức dậy để mà cúng cái thời khuya đó. Thì tôi mới thực lại đầu đuôi cho huynh hai đó biết, thì huynh hai đó chắc là thầy độ mình, thì thôi để cứ an tâm. Thì sáng đó nghe, sáng thì tôi thấy là có một vị đó đó đi tới. Sáng tôi thấy có vị đó đi tới là chạy chiếc xe lôi lại, nói giờ tôi sẽ chở ông lại ngay chân chỗ bác sĩ trị cho ông hết, nhất dầu có hư cũng không có sao nữa. Thì kính thưa quý vị, khi mà nghe được thì tôi cũng mừng. Lên xe đó thì anh đó, anh chở tôi lại đặng đó, ảnh còn nói là tôi chỉ chở anh lại đó ăn có là 50 đồng bạc thôi, rồi anh sẽ thấy được cái việc mầu nhiệm. Ông đó cũng là bên đạo Phật giáo Hòa Hảo, tôi còn nhớ. Thì tôi mới lên xe, tôi mới lên xe đi cùng bà già. Rồi lên tới xe đó, khi lợi tới đó, lời tới cửa rồi á, thì ông mới nói bà Tư ơi, như vậy thì có bệnh nhân tới rồi. Thì nói với tất cả bà con mình biết nữa ha, cái sự mầu nhiệm. Khi tôi vừa bước vô cửa thì tôi thấy ở ngay giữa nhà của bà bác sĩ đó là nguyên cái chân dung của thầy, nguyên cái chân dung rất là lớn, mà ở trên đó là cái bộ, cái mặc cái áo dài và khăn đóng quý vị. Như vậy thì bà Tư bả mới rước vô, bả mới nói thôi giờ con vô đây đi, con vô đây đi rồi cô chị cho, sao để quá nhiều vậy đó. Thì lúc đó là kiểu như là bà Tư bả mới đưa vô đó, bả điều trị, bả chích thuốc, rồi bả nói thôi giờ con ráng cố gắng nha, cô á là cô sẽ trị cho con mau hết bệnh. Như vậy thì con vô đi, mà con phải ăn tàu hũ nha. Đó, như vậy thì con phải ăn tàu hũ nó mới mau hết. Nói ủa sao mà ngày xưa mà nói ăn tàu hũ nó có chất độc rồi này kia vậy rồi sao cô? Nói không, con ăn cái đồ lành đó vô cô chị cho mau hết. Thì mình cũng nghe vậy mình mừng, hỏi gì chứ con thời gian con ở đâu còn mình cũng kể hết đầu đuôi cho cô Tư của nghe. Như vậy thì cô Tư của nói con bữa nay có nhân duyên rồi, cô có điều trị cho những người mà đến đây mà gặp như vậy đó là cũng nhiều người lắm. Thì thôi hôm nay con cũng có nhân duyên, mà thật ra cô hỏi con vậy chứ cô ăn, con ăn chay hả, ăn mặn? Thì xin thưa quý vị đó, cô Tư cổ nói nếu con có dùng chay được thì cô mừng lắm, cô cứ trị cho con mau hết, con cứ ăn chay với cô đi. Bởi vì cô Tư Hiếu là cổ ăn chay, là đệ tử của bác sĩ Hoạch ngày xưa, thì đã quy y theo thầy. Thì cô á hỏi tôi như vậy thì tôi trả lời là con ăn chay cũng được 9-10 năm rồi. Như vậy thì cô nói vậy là mau lành bệnh lắm con. Kính thưa quý vị, thì hôm nay đó, đây là cái nhân quả mà mình thấy rõ đó. Thì cô á chỉ cần lấy một mũi thuốc mà cô đem lại, cô đứng trước Đức Thầy, cô nguyện giái có một lần một đó, cô chích cho tôi một mũi thuốc một thôi là tôi đứng dậy tôi đi bình thường trong vòng nửa tiếng đồng hồ đó. Thì cô có nói là cái người ta đó, người ta mà ăn mặn đó ha, là cô chị cho là kể như nó trong vòng 2-3 tháng, nhưng con ở trong vòng 10 ngày con về. Thì ở đây đó xin thưa toàn thể cho quý vị, cái việc mà mình trồng cây lành thì dị quả thơm tho, tuy không thấy mà sao chẳng mất. Thì lúc đó tôi cũng làm việc thiện lắm, nhưng mà ở đây đó nhờ ơn trên cũng gia hộ, thì xuống dưới gặp cô Tư trong vòng có tuần lễ hết. Thì trở về hôm nay đó thì con mắt cô Tư con nói con mắt con về hư rồi, nhưng mà con phải ráng hành đạo, Có nghĩa là từ đây sắp tới đó con sẽ làm những cái việc lành, hành theo chân lý của thầy, thì dầu cho nó có hư đi nữa thì nó không có hành cho con. Thì hôm nay đó, cái mẫu chuyện sự thật đó, đây là cái mẫu chuyện mà của cuộc đời của tôi hành đạo. Năm nay đó là chót là 20 mấy năm rồi đó mấy vị. Quy không có bao giờ đảo đi đảo lại nữa. Thì tôi xét thấy đó, hiện tại bây giờ đó, cái nhân quả này đó, tất cả bà con mình phải nên nhớ là không thể nào mà trốn tránh được cái nhân quả. Thì mình chấp nhận trả cái quả này. Thì hôm nay đó cũng nguyện với ơn trên, với tổ thầy, để mà hiến hết trơn cái cuộc đời còn lại để làm tất cả các việc từ thiện, tránh tất cả những điều độc ác, là quyết gội rửa tấm lòng cho trong sạch. Và kính thưa toàn thể chú quý vị, những mẫu chuyện nhân quả vừa qua có sự thật ở trong cái thời gian cuộc đời hành đạo của chúng tôi hôm nay đã xong. Thì kính chúc toàn thể chư quý vị cũng như các anh em huynh đệ gần xa trên cái bước đường hành đạo được trí huệ phát khai, bồ đề tâm tinh tấn, những bước tu hành cho ngày đến ngày Long Hoa Đại Hội và diện kiến Đức Phật Đức Thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật.